Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên nương đồng, gieo trên nương đồng, gieo trên nương đồng. Người về tiếng vui ca, tay ông bó lúa ngào ngạt thương. Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên nương đồng. Người về niềm vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Khi Chúa dân lưu đồ Sion trở về, ta tưởng trong giấc mơ tiếng cười đầy ứ trong mình và thưa môi tràn lời ca hát. Kính thưa quý cộng đồng mạng, ngày hôm nay cha Phêrô cùng với hội chữ thập đỏ và tất cả chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên đất thánh, nơi nghỉ cuối cùng, để tham dự buổi lễ khánh thành đất thánh, khánh thành các kim tỉnh để đưa vào sử dụng. Và việc xây dựng này do cha Phêrô phối kết hợp cùng với hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương để thực hiện dưới sự chứng kiến của những người dân sống khu vực lân cận nơi này. Và trước khi bắt đầu buổi lễ, Tấn Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Tôi xin trân trọng giới thiệu, trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay có sự hiện diện của ông Trần Văn Tám, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, ông Gabriel Nguyễn Văn Nhiều, đại chi hội trưởng ấp Dòng Lớn, cũng là người quản lý đất thánh. Tôi xin trân trọng giới thiệu sư cô Thiên Mãn. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông quản nhiệm của điểm hội chữ thập đỏ cùng ban quản nhiệm, cùng ban xây dựng của điểm hội chữ thập đỏ. Và cuối cùng là một người không thể không nhắc đến, đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Tư, là đại diện cho mạnh thường quân trong và ngoài nước. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ. Kính thưa ông chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, xin mời ông phát biểu ý kiến để chủ trì buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, kính thưa sư cô, thưa ban quản nhiệm và cùng anh chị em có mặt hôm nay đến dự cái buổi là lễ, coi như là để hoàn hảo cái ngôi mộ là lấy kiểu của đất thánh nơi ăn nghỉ cuối cùng của điểm hội đất lớn. Thật sự mà nói thì cái từ khi mà hội đỏ là phối hợp với linh mục Phêrô Nguyễn Tường thì một cái sự rất là năng nổ, và ngày nay thành hình thành từ là cho gạo mà đến ngày nay tới là để thành lập một cái đất thánh ân nghĩa cuối cùng, đó một sự công lao to lớn rất lớn của là linh mục Phêrô Nguyễn Tường là hợp tác với chịp đỏ. Nếu mà không có linh mục Phêrô Nguyễn Tường thì là chịp đỏ cũng không làm được. Mà như một điều rất là mừng riêng hội đỏ xã Vĩnh Kim mà được là kết hợp với linh mục Phêrô Nguyễn Tường mà để thành lập một đất thánh nơi ăn nghỉ cuối cùng như ngày nay, thì chịp đỏ xã Vĩnh Kim cũng rất phấn khởi, bởi vì là có nơi những bà con khó khăn không có nơi mà để nằm thì rất là khó, nhưng ngày nay rất là chịp đỏ xã Vĩnh Kim rất mừng được một cái điểm đất thánh này, là coi như là không còn là băn khoăn nữa. Hầu hết tất cả các bà con mà ai không có nơi nằm nghỉ thì đều được vô đây nằm là yên ổn, thì đó một điều phấn khởi của hội đỏ. Thì cái phần đó là đỏ là sao nữa thì có thể là rất là một cái là sự là trân trọng về linh mục Phêrô Nguyễn Tường, cũng là một là đại diện là mạnh thường quân của là trong và kết hợp với là bà mạnh quân các nước để lo cái phần cái ngôi mộ này là tài trợ và cái nguồn lực về rất là quý báu. Thì riêng chấp đỏ và các hội viên chấp đỏ thì tất cả bà con là có ai nằm nghỉ cũng là đáng là khâm phục và trân trọng. Thì sau nữa thì là kêu gọi hội đỏ sẽ kêu gọi tất cả bà con không phân biệt tôn giáo, tất cả ai không có nơi chỗ nào ăn nghỉ cuối cùng thì cứ vô đây, sẽ là xin vô đây để nằm, là để là trong này nằm thì tất cả lo. Thì bà con thấy biết đây là ba cái mã mà để làm cái mẫu đó, nếu bà con nào vô nằm thì nó cũng y chang vậy thôi chứ không phân biệt gì hết. Cũng là đây là cái khuôn, ba khuôn này làm để tượng trưng là vô trong nằm thì nó làm cũng như thế, là ba khuôn này là để là tượng trưng. Thì bà con vẫn thấy chắc sau cùng thì cũng trước thì kính chúc linh mục Phêrô Nguyễn Tường là kính chúc sư cùng ba ban quản nhiệm bà con ở đây, và kính chúc là các mạnh thường quân ở nước ngoài cái cùng nhau hợp tác là trước là linh mục Phêrô Nguyễn Tường cùng nhau để giúp cho là riêng hội chụp đỏ và các hội viên được là tài trợ vậy cũng quý báu. Sau cùng chúc sức khỏe tất cả, xin hết. Xin được cảm ơn ông chủ tịch hội chụp đỏ xã Vĩnh Kim. Xin được trân trọng kính mời ông chi hội trưởng ấp Dòng Lớn sẽ đại diện chính quyền địa phương cũng là người quản lý đất thánh phát biểu ý kiến nè. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, kính thưa ban quản nhiệm hội chữ thập đỏ điểm ấp Dòng Lớn, kính thưa chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, kính thưa các thầy sư cô
Kính thưa cô bác và anh chị em, rất vui mừng vì cũng nhờ cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, mạnh thường quân trong và ngoài nước mới phối hợp với điểm hội chữ thập đỏ ấp Chồng Lớn mới được đất thánh ngày hôm nay đã hoàn thành và đã xây được rồi 6 kim tỉnh, thì rất là quý báu. Vì tôi cũng là quản lý đất thánh, tôi rất vui mừng là cũng cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước, và cảm ơn các thầu xây dựng để làm cái đất thánh là cũng được hoàn thành. Thì tôi không biết nói làm sao nữa, thì cũng mong mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng có gì tài trợ cho cha Phê Rô đã làm thêm quý báu hơn. Sắp tới đây cha Phê Rô cũng chuẩn bị cất nhà để thờ hài cốt ở xa gần, thì khi đã có thiêu thì đến người cũng có chỗ thờ hài cốt. Tôi cũng cảm ơn cha Phê Rô và cảm ơn ban quản nhiệm và cảm ơn các thầu xây dựng đã những cái cần để lo bữa nay các thánh đã hoàn thành. Không có gì mà quý hơn yêu thương cho không, các thánh này là các thánh từ thiện. Trước khi hết thời, cảm ơn cha và cùng ba quản hiệu cô bác dặn chị em xin hết. Xin được cảm ơn ông cụ trưởng đã dốc dòng lớn lúc đầu hay rồi. Mời quản nhiệm của điểm hội chữ thập đỏ phát biểu ý kiến ạ. Kính thưa cha thầy Rô, kính thưa chủ tịch hội thập đỏ xã Yên Kiên, kính thưa sư cô cùng các anh chị có mặt hôm nay, thay mặt ban quản nhiệm hội thập đỏ Dòng Lớn thì hôm nay là chúng tôi rất là vui mừng. Thì nói chung thì hội thập đỏ Áp Chừng Lớn cùng kết hợp với cha Phêrô để mà làm bác ái, làm việc bác ái. Thì hôm nay thì trước kia thì cũng gạo khóc nước nôi nhà cửa, hôm nay là được cái dùng đất thánh này, tôi cũng rất mừng cho những ai có hoàn cảnh khó khăn để mà có nơi an nghỉ cuối cùng. Thì hội thập đỏ chúng tôi cũng là vui mừng để có người, để những người khó khăn đó được cái nơi chôn nghỉ thì là rất là vui. Thì ở chung là thế gian này thì vô trong này thì coi như là giàu cũng như nghèo, nghèo cũng như giàu, thì cũng như là chôn trong nơi nghỉ cuối cùng này thì thấy là rất là vui. Hội thập đỏ tôi cũng rất vui mừng. Từ đó từ xưa nay thì cũng có hội thập đỏ mà cũng chưa có được hoàn thành những nhiệm vụ này, thì hôm nay thì cũng nhờ cha tôi vô cũng vận động bà con tài trợ để mình giúp đỡ, phối hợp với hội thập đỏ chúng tôi nên hôm nay được hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng rất mừng cho cái nơi nghỉ cuối cùng của hội thập đỏ Áp Chừng Lớn. Cảm ơn quản nhiệm của chủ tịch đỏ. Tôi xin được mời ông Nguyễn Thành Nhân sẽ đại diện cho ban xây dựng có đôi lời phát biểu ý kiến. Kính thưa cha Phêrô, quý sư, chú Tám, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Yên Kim cùng ban quản nhiệm, lần đầu tiên cho con đại diện ban kiến thiết xây dựng gửi lời chúc sức khỏe cha quý sư, quý ông bà cô bác có hiện diện có mặt tại đây, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa cha, kính thưa quý sư, hôm nay con đại diện cho ban xây dựng là để nói lên trong bà cô bác biết là tụi con đã hoàn thành cái nhiệm vụ xây kim tỉnh, xây 6 cái kim tỉnh ở tại đất thánh yêu thương và cho không, ba cái mẫu của những cái ngôi mộ tiếp theo. Đất thánh yêu thương và cho không của chúng con hiện đang còn đang dang dở, và cái công trình chúng con còn làm còn nhiều hạng mục. Vì vậy chúng con kêu gọi tất cả quý ân nhân trong và ngoài nước có lòng hảo tâm về chương trình yêu thương và cho không, cùng nhau giúp cho chúng con để chúng con xây tiếp tục và hoàn thiện cái đất thánh ngày một tốt hơn, để phục vụ cho ông bà cô bác ai mà về miền cực lạc mà không có nơi an nghỉ thì chúng con tiếp nhận và hân hoan để phục vụ trên tinh thần yêu thương và không. Cuối lời con xin chúc sức khỏe cha Phêrô, quý sư, quý ông bà cô bác thì chị đi đây lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn Nguyễn Thành Nhân. Kính thưa cha Phêrô, xin mời cha có đôi lời phát biểu ý kiến ạ. Kính thưa anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ xã Nhân Kim, kính thưa sư thầy cùng ban quản nhiệm và tất cả bà con cô bác đang có mặt ở đây,
Hôm nay tôi mừng nhất, cha mừng nhất là bởi vì cha đã hoàn thành được cái ước nguyện của cha là thành lập đất thánh, nơi yên nghỉ cuối cùng cho tất cả những ai không có điều kiện sau khi đã qua đời, không có nơi chôn cất thì được vào đây chôn cất. Trước mặt của cha và mọi người thì có ba cái ngôi mộ. Thì đây là ba cái ngôi mộ mẫu. Thì sau này ai mà qua đời thì đưa vào Kim Tỉnh, trước mặt cha đó, thì đưa vào Kim Tỉnh này. Thì sau khi đưa cái quan tài vô Kim Tỉnh rồi thì chúng ta sẽ lập cái mộ y như ba cái mẫu mộ này. Đó là anh chị em thấy là trước mặt của cha có ba Kim Tỉnh, ba cái ngôi mộ mẫu. Còn ba cái ngôi mộ mẫu này sẽ là ba hài cốt nằm trong này. Cho nên ba ngôi mộ mẫu này xây rồi thì cũng không ai được nằm trong này, chỉ có ba hài cốt chuẩn bị về đây. Còn đây là ba cái huyệt mộ thì Kim Tỉnh thì đang chờ những người đã qua đời mà không có nơi nghỉ. Còn ba ngôi mộ này là đang chờ đợi ba hài cốt về nằm đây thôi. Thì cũng để nói với anh chị em rằng là những ai mà nằm trong này thì sẽ có cái ngôi mộ như thế này. Thì cha cũng nói thêm luôn là hôm đó cha có trần tình với anh chị em đó, là mỗi một cái ngôi mộ mà hoàn thiện như thế này thì cái con số tiền mà để hoàn thiện từ khởi sự cho đến hoàn thành một ngôi mộ, trong đó có một cái quan tài để chôn xác, thì từ 15 triệu đổ lên. Các cha nói vậy cũng không sai gì thôi. Từ 15 triệu đổ lên thì cha cho là 15 triệu thôi. Thì mục đích không phải cha nói ra để cha than là tiền bạc ở đây, nhưng mà cha nói để anh em hiểu được là cái công trình xây dựng như vậy thì từ khởi sự cái ngôi mộ cho đến hoàn thành ngôi mộ, trong đó có một cái quan tài và người nằm trong đó, thì số tiền khoảng 15 triệu không tính tiền đất. Đó là anh em hiểu được cái đường lối xây dựng như vậy, để sau này anh em có muốn nằm nghỉ trong này thì anh em thấy nó cũng không đáng giá gì tiền, cho nên đừng ngại vô trong này. Khi cha hoàn thành cái ngôi mộ này, cái đất thánh này, thì tối hôm qua cha có suy nghĩ một chút về cái người đã qua đời. Thì như anh chị em biết ở đây thì cũng đại đa số người Công giáo, có hai người Phật giáo, đó là sư thầy với là anh Tám chữ thập đỏ là người Phật giáo, với anh Tư cũng là người Phật giáo. Thì trong Kinh Thánh có một cái dụ ngôn rất là hay, đó là người phú hộ và Lazaro, người nghèo khó Lazaro. Thì câu chuyện kể như thế này. Một ngày nọ, cái anh chàng Lazaro này ngồi trước cổng nhà ông phú hộ để xin ăn. Thì ông phú hộ thì ngày ngày yến tiệc linh đình trong nhà, nhưng mà đóng cổng lại, những người ăn xin ngồi trước cửa cổng nhà ông, mà những người đó họ mong có được những miếng bánh vụn từ trên bàn ông phú hộ rớt xuống để những người đó ăn, nhưng mà không được ăn, không được phú hộ cho. Thì đến khi mà chết rồi thì người phú hộ cũng đó, ăn chơi đó cũng chết, và cái anh Lazaro nghèo khó đó cũng chết. Nhưng mà người phú hộ thì chết thì được người ta đem đi chôn, còn anh chàng Lazaro người nghèo khó thì chết được thiên thần đem đi. Đó là trong Kinh Thánh kể lại như vậy. Thì cha mới sực nhớ lại rằng là trước khi cha thành lập đất thánh này thì có rất nhiều người sống trên cõi đời này mà không có đất đai nhà cửa. Có những người có may mắn, có cơ may thì được người ta cho vào một cái khu hay là một cái nơi nào đó ở. Còn có những người mà không có may mắn thì không có nhà ở, ở hầm cầu hoặc là ở cặp mé cầu hoặc là ở vòng vòng ở bên chợ, cặp mé chợ hay gì đó. Rồi chết cũng không có chỗ chôn. Cũng như có một lần anh Tám đã từng phát biểu là có một người nào chết thúi mà không có chỗ chôn. Thì cha xây đất thánh này là xây dựng cái đất thánh này là nhằm mục đích là cha để đón những người đó. Đón những cái người mà ở gầm cầu, khi còn sống ở gầm cầu và khi chết không có chỗ chôn, thì cha đón những người đó vô ở nơi yên nghỉ này. Và những người đó khi còn sống, xã hội họ không nhìn đến, hoặc là họ biết rồi họ thôi, họ không họ,
không quan hệ với những người đó. Nhưng mà cha thành lập Đất Thánh này là để đón những con người đó. Cũng như là ông Lazaro khi còn sống nghèo khó nằm trước cổng ông Phú Hộ. Khi chết thì thiên thần đưa ông lên trời. Còn người giàu có, ông Phú Hộ trong Kinh Thánh đó là được người ta đem đi chôn. Thì hôm nay cha cùng ban quản nhiệm điểm hội chữ thập đỏ, đặc biệt là cha kết hợp với chữ thập đỏ để thành lập Đất Thánh này, để đón tất cả những ai mà gọi là xã hội bỏ rơi, anh chị em bỏ rơi hoặc là cha mẹ bỏ rơi mà khi chết không có chỗ chôn, thì cha đón họ vào trong những cái ngôi mộ này và sẽ lập mộ cho họ bằng những cái hình thức như thế này. Anh chị em thấy vui không? Anh Tám thấy vui không? Sư thầy thấy vui không? Vậy là cho anh Trần pháo tay vậy luôn này ha. Rồi. Đó là một câu chuyện trong Kinh Thánh mà ngang qua câu chuyện đó để cha nói với anh chị em là những người mà không có nơi yên nghỉ, cha sẽ mời họ vô trong này. Đó là anh chị em hiểu được ý của cha như vậy, để sau này cha có qua đời thì anh chị em hãy làm đúng những cái điều đó. Hãy làm đúng những cái điều đó. Điểm thứ hai, cha muốn nói với anh chị em một cái tâm tình mà ai mà thuộc được cái câu đố của cha là cha có một phần thưởng lớn dữ lắm ạ. Phần thưởng ngay từ bây giờ nè. Phần thưởng này là cầu được ước thấy. Bây giờ cha không biết là ai sẽ nhận được phần thưởng này. Để cho ngoại, cha cho coi phần thưởng. Phần thưởng này lớn lắm, phần thưởng có bao bì đóng gói đàng hoàng. Để cho ngoại đi, ngoại. Phần thưởng này lớn lắm, không ai nhỏ. Cái gì trong này thì không biết, nhưng mà cha không có cái bọc nào cho đựng, cho lấy bọc này. Bọc này thì ở ngoài thì thấy ảnh Chúa, nhưng mà trong này cái gì đâu ai biết gì trong này. Lớn lắm. Vậy ai thuộc được cái câu hỏi của cha là cha sẽ thưởng phần thưởng này. Bây giờ ở trong cái kinh mà giáo hội Công giáo dạy chúng ta là thương người có 14 mối đó. Ai thuộc cái kinh này? Giờ ban xây dựng trước nè. Ban xây dựng ai thuộc? Thuộc là cha thưởng phần thưởng này lớn dữ lắm. Giờ cha hỏi trong ban xây dựng trước đi. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Anh Tám thuộc không? Dạ không. Không. Rồi giờ Tí, Phú, với Tèo, ai thuộc nè? Trời ơi, chết. Con tay, chết rồi, chết. Rồi, anh Tám, anh tính ông quá hôn cho nào không ta? Rồi, ông trả lời. Thứ nhất cho kẻ đó ăn, thứ hai cho kẻ khác uống, thứ ba cho kẻ đó cưới ăn mặc, thứ bốn với kẻ tù rạc, thứ năm cho khách đổ nhờ, thứ sáu chuột kẻ làm tôi, thứ bảy cho ông sát cả chết. Những người Công giáo xác nhận điều này đúng không? Đúng. Đúng không? Cho anh Tám không ta? Vậy cha thưởng anh Tám và anh Chính một phần quà. Anh Chính là người Công giáo. Xin mời anh lên đây cha thưởng anh một phần quà. Anh Chính cha là người đi tu, cha không có tiền cho anh, vì cái đồng tiền mà người ta gửi đến cha đó là anh Tám ảnh phân phát hết, chứ cha cũng không phân phát nữa. Do vậy mà cha không có tiền cho anh, nhưng mà cha có một cái gia tài rất là lớn để cho anh. Mà cha cũng bất ngờ vô cùng là tại sao trong người đây là người Công giáo đại đa số mà những người đó họ thuộc mà họ không nói, mà tại sao anh nói? Chỗ này mới là chỗ quan trọng, phải không? Và lần dở lại anh Chính là người quản lý Đất Thánh mà lại ảnh thuộc kinh kệ của giáo hội Công giáo nữa. Vậy thì đây là phần thưởng vô giá, đây là cái tài sản của cha dành cho anh. Cha không có đồng tiền cho anh, nhưng mà cái tài sản này khi cha dành cho anh là anh sẽ cầu được chữ ước thấy. Cha cầu xin Đức Mẹ Maria chuyển những lời khẩn cầu của anh lên Chúa, để Chúa là đứng vào lòng thương xót chúc phúc cho anh. Cha bất ngờ quá, lẽ là cái câu hỏi này cha đưa ra không ai biết, hoàn toàn ở đây không ai biết là cha sẽ làm chuyện gì hôm nay, mà không ngờ rằng là anh Chính lại là người quản lý Đất Thánh, mà lại là người coi như là nhận được một phần thưởng này, xứng đáng vô cùng. Anh Tám công nhận không? Vậy thì cha cũng nói lại với anh, đây là cái phần quà mà không phải là tiền, nhưng mà phần quà này là tài sản của cha cho anh. Cha hy vọng rằng, cha tin tưởng rằng mỗi khi anh gặp khó khăn, anh chạy đến phần quà của cha, thì Đức Mẹ Maria sẽ chuyển cầu cái lời cầu của anh lên Chúa, và các đẳng linh hồn là người anh đang quản lý Đất Thánh sẽ cầu cùng Chúa cho anh. Vậy đây là phần quà rất là đặc biệt mà cha dành cho anh Chính đây. Đây là một cái xuân chuỗi. Cha, đây là tài sản lớn nhất mà cha có. Còn tiền bạc cha không có.
Anh có thích phần quà này không? Thích chứ. Vậy thì anh hãy cố gắng lần chuỗi mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Căng đầu. Rồi, đây. Cha bất ngờ quá. Đeo đâu, phải vô lần đang theo ngoài. Cha bất ngờ quá. Mà anh chị em có công nhận mà. Mà đúng là công nhận luôn là người quản lý đó. Quản lý thánh mà được nhận cái phần quà. Mà ổng đâu có biết câu hỏi cha nói gì. Bất ngờ lắm, cha nghĩ một tí được không à. Nhưng mà một tí nó đi mần không nữa, không đâu cầu nguyện như các nắng. Không được. Không á, tại vì cha ai người công giáo thì ai cũng thuộc. Ai cũng thuộc. Nhưng mà cha để cái ai là người tự nguyện. Anh Chính là người tự nguyện. Chúc mừng anh Chính một tràng khó tài nữa. Đúng đâu là cái sở nguyện luôn. Đúng. Quản lý đức thánh luôn. Rồi thưa anh chị em, cha nói thêm một chút nữa thôi mình kết thúc. Hồi nãy anh Chính nhiều là người quản lý đức thánh, là người nhận một phần quà rất là đặc biệt là cái tài sản của cha đó. Thì cha cũng cầu chúc cho ảnh rằng cha tin rằng khi ảnh gặp khó, ảnh đến với sâu chuỗi cầu xin Đức Mẹ Maria thì Đức Mẹ Maria sẽ chuyển những lời cầu của ảnh lên Chúa là Đứng Giàu Lòng Thương Xót, thì Chúa sẽ có cách cho anh Chính. Hồi nãy anh Chính đọc cái thương người có 14 mối mà Hội Thánh Công Giáo dạy cho chúng ta, là thứ nhất cho kẻ đói, thứ hai cho kẻ khát, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn, thứ bốn giếng kẻ liệt cùng kẻ tù, thứ năm cho khách đổ, thứ sáu chuộc kẻ làm, thứ bảy chôn xác kẻ. Trong bảy mối này, nếu ai là người công giáo thì phải thực hiện bảy mối này. Vì nếu anh nói anh là người theo Chúa, người có đạo Thiên Chúa, thì Hội Thánh dạy anh phải thực hiện bảy mối này cho bằng được. Anh chị em công giáo có đồng ý không? Anh Tám ngoại đạo có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Kể cả anh là người ngoại đạo cũng phải thực hiện bảy mối này, mà hôm nay anh đã thực hiện cái mối này. Vậy, hàng ngày Hội Chữ Thập Đỏ, điểm Hội Chữ Thập Đỏ đã thực hiện những mối sau đây. Hàng tháng thì ta cho kẻ đói ăn là cho gạo. Cho gạo. Hàng tuần thì ta cho kẻ khác uống là cho nước. Rồi là hiện giờ ta có mở phòng khám là cho kẻ cho khách đổ. Đổ nhờ. Anh thấy rõ ràng không nè? Rồi chuộc kẻ làm tôi thì mình chưa làm, bởi vì mình không có khả năng đó. Rồi cho kẻ rách rưới ăn mặc là cha đang chuẩn bị đồ đạc nhiều lắm nha, chuẩn bị đồ quần áo đồ đạc nhiều lắm. Rồi cho gì nữa? Cho khách đổ nhờ, cho kẻ rách rưới ăn mặc, rồi giếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạ. Thì ở đây tụi này cũng có từng bị giếng, hiểu nè. Và cái mối cuối cùng là chôn xác kẻ chết. Hai chữ khác nhau, chôn xác kẻ chết chứ không phải là đi chôn xác kẻ chết. Hiểu cho rõ nha. Thường ngày mình có người chết, mình đi đọc kinh xong rồi mình ở lại mình đưa xác. Cái đó không phải là chôn xác kẻ chết. Xác lại đây nè. Là chôn xác kẻ chết là anh phải tạo một điều kiện cho người chết có chỗ yên nghỉ. Phải vậy không ạ? Là cái điểm này đây. Là điểm này là điểm là thực hiện bảy mối thương người có 14 mối, thương xác bảy mối, là cái mối thứ bảy là mối chôn xác kẻ chết. Vậy thì trước khi cha lên đường để theo Chúa, cha cũng sẽ đến nơi yên nghỉ cuối cùng của cha. Thì cha đã thực hiện được là thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Cha đã làm được một cái chuyện là cho gạo, cho nước, cho nhà, rồi cho nơi chôn cất, rồi cho người bệnh tật, cho nơi đổ nhờ. Cha đã làm hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi, cha ủy thác lại cho điểm Hội Chữ Thập Đỏ. Từ nay trở đi điểm Hội Chữ Thập Đỏ ráng cố gắng mà thực thi. Nếu một ngày nào đó Chúa đã gọi cha lên đường thì cha không còn cái gì để gọi là cha lưu luyến ở đây nữa. Bởi vì hôm nay là hôm cha nói với anh chị em là cha đã làm hết những cái phận sự cha đã làm trong thương người có 14 mối rồi. Thì cha giao lại cho ban điểm Hội Chữ Thập Đỏ ở đây cố gắng mà theo cái mẫu đó mà thực thi. Rồi cha cũng cầu xin, cái này là cha cầu xin. Cha cầu xin tất cả những ai mà đã biết được ở điểm Hội Chữ Thập Đỏ này đang thực hiện điều này. Cha cầu xin tất cả cộng đồng mạng trên thế giới, người công giáo cũng như những người không công giáo, ai biết được điểm này thì hãy
chung tay với điểm này để thực hiện cái bãi thương người có 14 mối thương xác bãi mối. Thí dụ như cha còn sống thì cha còn òn nỉ, năn nỉ người này, năn nỉ người nọ, xin xỏ người kia. Mà lỡ cha đã qua đời rồi thì tất cả những người còn ở lại đây họ cũng giống như là họ còn bế yếu lắm. Cho nên hôm nay cha nói một lời trần tình cuối cùng là cha cầu xin tất cả anh chị em trên toàn thế giới, nếu ai biết đến điểm này thì hãy chung tay với những anh chị em này để mà đau lưng xây cật, để làm cho thương người có 14 mối thương xác bãi mối của đạo Công giáo, của hội thánh Công giáo được lớn mạnh trong lòng mọi người. Thì đó chính là chúng ta đang làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng dân tộc. Chúng ta đang sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Và chúng ta đang làm chứng cho Chúa là đứng vào lòng thương xót. Thì ngày kia, ngày mà Chúa gọi anh chị em này ra đi, thì anh chị em cũng sẽ được một phần thưởng trọng đại ở trên thiên đàng và một phần thưởng trọng đại ở nơi trần thế này. Đó là những lời tâm nguyện cuối cùng. Cha xin cầu chúc cho anh Tám, cho sư thầy, cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây, cũng như cho tất cả những ai được nghỉ ngơi trong này được bình an. Bây giờ chúng ta đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính, một kinh kính mừng và một kinh cầu cho các đẳng linh hồn để chúng ta gọi là chính thức đưa đất thánh vào sử dụng. Bây giờ cha xin mời tất cả mọi người quỳ xuống. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng những nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Cha Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá trên nhà tan xa, xuống ngục thổ công ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết là sống lại do trời. Chủ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau mới trời lại xuống thân thể để tham gia lễ nhớ. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp nơi này sẽ thánh mong công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác đời người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống gì. Là Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cải sáng nước Cha trị đến đi Cha bay hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha để con nợ chúng con, xin cho để chúng con sẽ trước anh dòng thu chúng con ra khỏi sự dữ nam. Chúng con kể gì dân Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được bên chỗ nghỉ ngơi và xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nay như vậy vô cùng. Xin Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót chúc lành và ban phúc lành cho đất thánh này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn anh chị em. Xin chào tạm biệt anh chị em.